từ thôi, đừng mở cấp hoa thì người ta lên người ta thấy rồi trong đó không có gì. Hoa vậy lá. Như vậy có muốn khám phá không? Có, xin mời lấy một quyển. Rồi đúng rồi. Rồi cái này là cái mà đã giới thiệu xong rồi. Con trong kia có còn cái gì không? Con thấy cái gì nữa không? Có. 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 Cái gì? Quý hơn. Đó. Khám phá cái này trước rồi khám phá cái kia sau hả? Rồi. Cái gì không? Xin mời mở. Trang thứ nhất là? Ban tặng. Trang thứ hai? Nhân tử. Nhân tử. Rồi trang thứ ba? Hoa thứ. Rồi trang thứ năm? Trang thứ mất. Bạn có vui khi đọc quyển sách này không? Có. Cảm ơn. Rồi. Vi có muốn khám phá cái này đúng không? Tên gì Kiều? Tên gì? Rồi, có muốn khám phá cái này không? Có hả? Rồi, thì mình cũng ra. Cái này thấy, có thấy cái gì không? Có thấy cái gì không? Có. Thấy gì? Chúa. Hả? Chúa. Có muốn lấy ra không? Có muốn khoe với các bạn không? Có. Rồi, xin mời lấy. Bạn thấy gì? Không phải hình Chúa Giêsu. Hãy nhớ lại lời Chúa Giêsu đã dạy đọc cho con. Con muốn khám phá không? Con muốn khám phá nó không? Con muốn khám phá. Đợi chúng ta được khám phá sao? Cảm ơn, xin mời. Rồi, có bạn nào muốn khám phá được không? Có ai muốn khám phá? Nhưng mà có ai thôi nữa? Hành đi! Có không? Rồi, bây giờ xin mời hai bạn nữ kia. Xin mời. Rồi, con muốn khám phá? Cái này là gì không? Không. Cái gì? Không gì? Con muốn xem không? Đó, để xin mời nhé. Từ từ đã, mở ra. Mở ra chứ đã. Con thấy cái gì không? Không. Chưa chứ điều mà đã lấy ra rồi. Có không? Xin mời lấy ra. Phe với các bạn. Phe với các bạn dưới. Các bạn thấy cái gì này cái này là cái gì không? Rồi xin người đọc. Tình yêu thương hay nhân từ, con yêu thương nhất rồi. Rồi cảm ơn. Xin mời chúng tôi. Rồi có muốn khám phá được không? Có, xin mời. Rồi cho nó xin mời. Cái này nhiều lắm. Cái này cũng nhiều lắm. Rồi, cái này, cái đó là cái gì? Yêu thương là quan tâm, yêu thương là nhân từ, yêu thương là tha thứ, yêu thương chẳng hề quên mất. Bạn có muốn sử dụng nó không? Không, nhưng bây giờ là cái này là tập thể lắm, nó sử dụng sao, mình nhớ chưa? Rồi, theo các bạn, cái này có đẹp không? Đẹp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chơi, xin mời. Đây, cảm ơn.